vị và các bạn đang được thưởng thức âm nhạc trên kênh của Toàn Audio Nam Định, kênh chuyên test âm thanh và các thiết bị audio cao cấp. Chiếc máy quay là cặp loa nổi tiếng đến từ Japan với cặp loa Kenwood KN999DX, một trong những model được xếp hạng là lớn nhất hãng và được thiết kế tuyệt đẹp chiếc máy quay. Trong phân khúc của những cặp loa có giá tiền cực tốt và sở hữu bát súp 42 với quả kèn gang lớn và trung âm lớn, đây là một model thể hiện đa dạng được các dòng nhạc phổ thông nhất như tôi đang test trực tiếp từ trên TV xuống. Và cũng lưu ý với quý vị rằng những model này của nó sở hữu chất âm cho karaoke cực kỳ là tuyệt vời trên cặp loa Kenwood KN999DX đến từ Japan. Mời quý vị và anh em lại cùng tham khảo chi tiết trước máy quay với tuyệt phẩm loa nổi tiếng này. Sở hữu chiều cao 70 và có chiều ngang 44,5cm trên cặp loa Kenwood KN999DX, được thiết kế thùng vân gỗ màu nâu rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy ngay một điều rằng đây là một cặp loa tuyệt đẹp khi trưng bày cho những căn phòng khách sang trọng trong phân khúc giá tiền cực tốt. Với thiết kế sở hữu của model này được trang bị công suất lên tới 700W và có độ nhạy cao 98dB trên trở kháng 8 ohm, cực kỳ là dễ phối ghép âm đi. Về phía mặt trước, chúng ta quan sát trên model này được trang bị gồm một bát súp đường kính là 42cm, sở hữu cái mũi cam xanh và gân của nó là gân vải tẩm dầu rất mềm. Quý vị quan sát, vải của nó tẩm dầu mềm y chang như là vải áo và nó còn rất đẹp. Cái lam châm từ của nó rất lớn trên quả bát súp 42. Trên cái thùng khá là to lớn và thở hai lỗ hơi về phía mặt trước, mang lại cho uy lực của giải trầm thể hiện cực tốt trên model KL999DX đến từ Japan. Về phía mặt trước của nó, chúng ta thấy được rằng với logo Kenwood 4-way trên 6 speaker, có nghĩa là 6 loa, 4 đường tiếng KL999DX và tích hợp luôn một cái volume điều chỉnh cho 4 chế độ. Chúng ta có thể tùy chỉnh karaoke, nghe nhạc theo các dòng nhạc phổ thông mà chúng ta thấy rằng tôi đang mở trực tiếp từ trên TV xuống, nó thể hiện rất là tuyệt vời. Phía mặt trước của cặp loa này, chúng ta còn thấy được rằng nó được trang bị một quả trung âm đường kính là 18cm và được thiết kế một cái ở đây thì chúng ta thấy được rằng ở phần chính giữa tâm của loa được trang bị từ trục lam châm ra một cái, đây là một cái hỏa tiễn ở phân âm nằm ở chính giữa của tâm nõi loa, được bắt rất là chắc chắn và nó bằng hợp kim đó, quý vị thấy không ạ? Gân vải xếp tẩm dầu mang lại cho giải trung âm thể hiện cực kỳ là tuyệt vời trên model KL999DX. Một quả check kèn gang với đường kính miệng 20 phân, 3 nỗ, mang lại cho giải check thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Và đồng thời còn được hỗ trợ thêm bởi 3 quả siêu check mũi inox nằm phía bên trên. Quý vị thấy rằng là tổng số như vậy nó có tới 6 tuyến loa, một bát súp 42, trung âm 18, kèn gang 20 và 3 quả siêu check nằm phía bên trên. Trên model loa tuyệt đẹp và sang trọng này. Chúng ta cùng quan sát phía sau lưng của cặp loa, rất đẹp. Về phía sau lưng của cặp loa, chúng ta thấy rằng nó còn rất mới với cái màu nâu. Ở đây thì bao giờ chúng ta cũng quan sát phần phía sau lưng, những cặp loa qua thời gian mà nó đã được sử dụng rất nhiều, ẩm ướt ở tại các môi trường và nó sẽ rất là hay bị tổn thương phía sau lưng. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cặp loa của nó còn đang là màu nâu sậm rất là đẹp như thế này, quý vị có thể thấy được rằng nó là xuất sắc. Về phần thông số, chúng ta cùng quan sát ở phía sau lưng này. Đây tôi đang là đấu sẵn dây này. Với model KL999DX có xuất xứ đến từ Made in Japan, sở hữu công suất cho một loa ở ngưỡng 350W trên trở kháng 8 ohm. Đây là của hãng Chio và Kenwood, model rất là quen thuộc với thương hiệu nổi tiếng đến từ Japan và chúng ta thấy rằng nó còn đẹp xuất sắc. Đó, quý vị thấy phía sau lưng của nó đẹp không ạ? Một cặp loa sở hữu phân khúc giá tiền cực kỳ là tốt. Để mà so sánh với những cặp loa mát 40, có lẽ rằng tầm tiền phân khúc thì nó mới chỉ bằng ngưỡng của những cặp loa bãi của tàu cửa. Nhưng chất âm chúng ta có thể vừa karaoke và trưng bày cho phòng khách cực kỳ là tuyệt vời và nó chơi được đa dạng các dòng nhạc. Quý vị lưu ý rằng để nói rằng karaoke trên những model này thì công suất sở hữu tổng của nó là 700W và độ nhạy 98dB. Bát súp 42 rất là mạnh mẽ, trung âm 18 và quả kèn gang 20. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng karaoke nó thể hiện cái về phần lời hát của nó cực kỳ là tuyệt vời, rất sáng và cũng rất là nhẹ. Những model mặc dù được sản xuất vào những thời kỳ khá là lâu cho anh em cùng nghe nhạc và thời xa xưa thì chưa được
sử dụng cho karaoke. Và một số năm gần đây thì khi mà karaoke đã trở thành trào lưu không thể thiếu của những căn phòng khách, thì chúng ta thấy được rằng những cặp loa, tôi lưu ý với quý vị rằng để nói rằng hát karaoke được hay không thì chúng ta cần quan sát cấu hình của loa. Thứ nhất là công suất của nó phải tương đối lớn một chút, và thứ hai hệ thống trung âm cũng như là jack của nó phải gấu một chút thì chúng ta mới có thể hát được và chơi những chế độ lớn mà hoàn toàn yên tâm. Đây là những vấn đề mà chúng ta cần lưu ý để mang lại cho tiếng mic lớn và sáng và nhẹ, thì bao giờ cũng phải đòi độ nhạy cao kết hợp với phần trung âm, nhất là jack kèn lớn thì nó thể hiện hỗ trợ cho tiếng mic rất tốt. Như vậy về sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng đây là một trong những cặp loa rất đẹp đến từ Nhật Bản. Khi được trưng bày cho những căn phòng khách thì quý vị có thể thấy ngay được rằng mức độ thể hiện của những cặp loa này khiến cho những căn phòng khách trở nên tuyệt vời hơn khi sự có mặt của model KN999DX đến từ Nhật Bản. Và với phân khúc tầm giá thì tôi cũng lưu ý với quý vị rằng ở ngưỡng 17,5 triệu đồng cho cặp loa rất đẹp này. Quý vị quan tâm có thể can theo số điện thoại trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Rất là chân thành cảm ơn sự quan tâm đăng ký kênh và theo dõi ủng hộ của anh em, và cũng rất mong anh em ủng hộ kênh của mình trong những đoạn clip tiếp theo. Và tôi sẽ liên tục cập nhật và trải nghiệm cho chúng ta cùng tham khảo và thưởng thức còn rất nhiều những cặp loa đẹp, xuất sắc và nhiều thương hiệu được tuyển chọn từ khắp các quốc gia trên thế giới, và liên tục tôi sẽ cập nhật tại đây cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Với phong cách mau lẹ luôn ưu đãi cho những anh em không tiếc 1.000 tiền điện thoại có thể can trực tiếp cho mình, và tôi luôn dành cho quý vị những mức giá ưu đãi nhất. Đây là phong cách bán hàng kênh của Toàn Audio Nam Định. Bây giờ mời quý vị lại cùng quay trở lại thưởng thức những bản nhạc quen thuộc mà tôi hay test thường lệ trên kênh YouTube cũng như là Facebook của mình, với Facebook của Toàn Điện Máy Vũ Nam Định cũng như là kênh YouTube của Toàn Audio Nam Định.
tuyệt vời không ạ? Với chất âm của những cặp loa sở hữu được trang bị rất là gấu, với tổng số trên cặp Kenwood KR999DX này được trang bị lên tới 6 quả loa và công suất sở hữu ở ngưỡng 700W và độ nhạy cao 98 dB, để vừa nghe và vừa karaoke khá là tuyệt vời trong phân khúc tầm tiền vừa phải ở mức bình dân. Chúng ta có thể sở hữu ngay một tuyệt phẩm sở hữu trưng bày cho phòng khách rất đẹp. Quý vị và anh em quan tâm can theo số điện thoại trên kênh của mình 0966866552. Rất cảm ơn sự quan tâm, đăng ký kênh theo dõi ủng hộ kênh của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.